Audi Trac G16 phiên bản 2023 và phần 2 test hiệu năng với chiếc laptop này. Một combo cấu hình rất mới xuất hiện tại Việt Nam trong mức giá khoảng 42 triệu đồng, bao gồm i7-13650HX. Một con CPU mà mang lại hiệu năng đa nhân mạnh hơn cả Intel Core i9-13900H. Rất nhiều thứ đáng mong chờ trên chiếc laptop này về phần hiệu năng, về phần tản nhiệt mà mình biết là anh em đang chờ đợi video này, đúng không nào? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi test hiệu năng phiên bản này anh em nhé. Ngay bây giờ thì không để anh em chờ lâu hơn nữa, bắt đầu thôi. Về clip review chi tiết và trải nghiệm của chiếc laptop này thì mình đã đăng một vài ngày trước rồi. Anh em theo dõi chi tiết thì có thể click video mình để các bạn phải phía trên này để có thể theo dõi chi tiết nhất anh em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với một số những điểm nổi bật và thông số cấu hình của chiếc laptop này trước khi tới với phần test hiệu năng. Đầu tiên là về một chiếc laptop gaming kích thước 16 inch, tỷ lệ 16:10 và cho chúng ta độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, tần số quét 165Hz rất mượt, cũng như là độ bao phủ màu đạt lên tới 100% DCP3. Màu sắc, khả năng tái tạo màu sắc rất là tốt để vừa tối ưu chúng ta về trải nghiệm chiến game, vừa là tối ưu chúng ta về cái trải nghiệm xử lý đồ họa, những tác vụ liên quan đến độ nhạy cảm về màu sắc cao. Chiếc màn hình này có thể cân được tốt cho chúng ta. Một cái thiết kế siêu đẹp, kích thước 16 inch và trọng lượng là 2,5 kg, cứng, đầm và chắc chắn như một cỗ xe tăng vậy. Thêm nữa là về phần cấu hình, liệt kê qua một chút cho anh em chưa theo dõi video lần trước chúng ta có thể nắm được. Thì ở đây chúng ta có một con Intel Core i7-13650HX. Đây là một con CPU ở phân khúc HX cao cấp hơn. Chúng ta cũng sẽ có là 14x20 luồng, trong đó chúng ta sẽ có là 6x hiệu năng cao và 8x tiết kiệm điện, cho chúng ta mang lại cái xung nhịp turbo trên 6x hiệu năng cao đạt 4.9GHz. Và đó là với thông số của CPU. Ngoài ra thì RAM của máy được lắp đặt sẵn là 16GB RAM DDR5 Dual Channel băng thông 4800MHz, SSD 512 PCIe Gen 4 có thể nâng cấp dễ dàng, và card đồ họa RTX 4050 GDDR6 với 6GB RAM, 140W điện. Một thông số mà mình thấy là nó hợp lý, đúng không anh em? CPU i7 dòng HX trong tầm giá này nó quá ngon anh em ạ. Thêm nữa nhá, với cái thông số cấu hình như thế này, một số anh em như clip lần trước mình đã nói rồi, chắc chắn sẽ có một số anh em đắn đo rằng là 4050 140W mà tận 41-42 triệu đồng thì liệu rằng là nó có xứng đáng hay không, liệu rằng là nó có hợp lý hay không. Thì câu trả lời của mình chắc chắn rồi, nó sẽ có ngay sau phần test hiệu năng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới ngay với phần test hiệu năng của Trac G16 2023. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi thử sức RTX 4050 của bài test format. Thì khi mà mình chạy đến một ngưỡng nhiệt độ đã ổn định rồi thì chúng ta có thể thấy là cái biểu đồ của em nó khá là sóng gió, nó khá là mấp mô anh em ạ. Nhiều những cái đoạn bị sụt giảm sâu xuống như này là những cái đoạn mà có hiện tượng throttling anh em nhé, sẽ cắt giảm bớt nhiệt độ điện năng của GPU để cho nhiệt độ nó mát mẻ hơn. Và chúng ta có thể quan sát qua ở trên cái biểu đồ, cái thông số ở bên trên này. RTX 4050 ở trên Trac G16 cho chúng ta cái mức điện năng tối đa là tới 140W. Và chúng ta có thể quan sát là nó cũng không giữ cố định ở 130 mấy, 140, mà nó sẽ dao động khá là nhiều, từ khoảng độ 140, 125, rồi có những lúc lại xuống đến khoảng 119 ví dụ thế, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn thôi, và ngay sau đó thì sẽ lập tức nó tăng trở lại lên anh em nhé. Và vẫn đảm bảo cho chúng ta cái mức FPS dao động trong khoảng độ 140 cho tới 150 FPS ở mức setting màn hình là Full HD Full Screen. Nhiệt độ của GPU khi mà ăn ở điện năng tối đa hoạt động ở cái bài test này thì sẽ giữ trong ta nhiệt độ trung bình trong khoảng độ 77 cho tới 78 độ C là cái ngưỡng nhiệt độ ổn định nhất anh em nhé. Và với cái hiệu năng như thế trên 4050 thì nó vượt xa rất nhiều so với cả 3050, thậm chí là ngang ngửa với cả 3060 phiên bản năm ngoái, đúng là anh em. Cho nên là với cái hiệu năng như thế này chúng ta cũng hoàn toàn là không gì phàn nàn cả, nó vẫn đáp ứng cho mình một cái hiệu suất đủ tốt để mình có thể làm mọi thứ ở trên đây. Tiếp theo sang bài test Cinebench R23 thì mình đã chạy qua mấy lần ở trên hai bài test single core và multi-core rồi, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ tiến hành chạy lại một lần nữa cho bài test multi-core cho cái mức điểm số anh em sẽ theo dõi cụ thể luôn, và cũng như là nhiệt độ trong quá trình mình chạy bài test anh em nhé. Ở đây chúng ta có thể quan sát là điện năng tiêu thụ của con CPU này nó đang ăn vào là 111W điện, và tối đa mà đã mình test thì nó ăn là 114W điện anh em ạ. Nhiệt độ thì đang ở ngưỡng là 87 độ C cho con CPU này. Quạt thì lại đang giảm xuống nhưng không có xu hướng tăng lên, khá lạ đúng không nào. Gần hết bài test rồi nhưng mà cũng chưa thấy có tiếng quạt đâu cả, chưa có throttling luôn, lạ thế nhỉ. Nó có tản nhiệt,
keo tản nhiệt kim loại lỏng. Đỉnh đúng không anh em? 90 độ mà chưa thấy có quạt, cũng chưa thấy có throttling. Ok, và đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chạy một lần nữa cho bài test Citroën R23 này anh em nhé. Nó vừa đạt chúng ta là ngưỡng 19.812 điểm. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chạy lại một lần nữa xem là có thấy quạt kêu hay không. Thử chuyển sang manual xem. Ok, ở lần test thứ hai này thì chúng ta sẽ có ngưỡng điểm là 20.419 điểm. Mình sẽ tiến hành test thêm một lần nữa anh em nhé. Ok, và cuối cùng thì sau khi hoàn thành cả 3 lần test thì ở đây chúng ta sẽ có cái điểm số cụ thể ở trên này. Chúng ta có thể quan sát qua. Điểm số rất ấn tượng luôn cho con i7-13650HX. Điện năng tiêu thụ thì nó chỉ trong ngưỡng khoảng 110-112W điện mà thôi. Nhưng mà điểm số này anh em có thể theo dõi, thậm chí nó cao hơn cả i9-13900H luôn, khi mà nó đạt lên tới là 20.577 điểm sau lần test thứ 3. Và đơn nhân sẽ là 1.870 điểm, cũng xem với cả i9-13900H. Rất ấn tượng đúng không anh em? Với điểm số đơn nhân và đa nhân như này thì phải nói là quá mạnh mẽ cho con i7 này rồi. Không hề yếu đuối như là 13650H đâu anh em nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test cái tốc độ render của con i7-13650HX này, để xem là với cái sức mạnh mà ban nãy Cinebench nó đưa ra thì nó có tương đồng với cả cái hiệu năng sử dụng thực tế hay không anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Nó có một chút về cái project hôm nay chúng ta render thì vẫn như mọi khi mà thôi anh em ạ. Vẫn là một cái project rất là quen thuộc, 4K 25fps quay bằng Sony A7 Mark 3. Và có ID xương xương vào đây, những hiệu ứng màu, rồi là text, rồi vân vân, khá là nhiều hiệu ứng chuyển cảnh khác nữa. Cũng như là một số những layer nhạc nền và đậm. Thì để xem là với clip dài 5 phút chúng ta sẽ mất bao nhiêu lâu để có thể render xong cái project này. Mình thì mình kỳ vọng khá nhiều vào con CPU này. Có lẽ là nó sẽ mất khoảng độ 2 phút 30 giây để có thể render xong. Chúng ta cùng chờ đợi anh em nhé. Ngó qua một chút về cái thông số của con CPU này khi mà chúng ta render thì đây, em nó đang ăn trong ta là vào 100W điện. Nhiệt độ đang ở 94 độ C, giảm xuống 87 độ. Nhưng mà không có quạt. Đây bây giờ quạt bắt đầu hoạt động một chút. Và điện năng thì cũng bắt đầu giảm dần xuống ở ngưỡng khoảng 60W mà thôi. Tốc độ render thì đang chậm dần lại. Không hiểu lý do vì sao. Ban nãy quạt không quay để máy có thể giữ được một cái mức điện năng cao như thế trong khoảng thời gian lâu hơn, đúng không nào? Bây giờ nó lại tăng lên, bây giờ lại tăng trở lại lên 104-105W điện. Một quạt nó lại dừng lại. Nó rất là lạ anh em ạ. Có vẻ như là thời gian render nó sẽ chậm hơn dự tính của mình, nó sẽ vào khoảng 3 phút. Ok. Vậy là xong, 2 phút 50 giây cho một project 4K dài 5 phút, tức là chúng ta sẽ chỉ mất một nửa thời gian của cái clip này để có thể render. Cũng khá ấn tượng chứ đúng nào, 2 phút 50 giây cho một chiếc laptop trong cái tầm phân khúc này. Nhanh đấy, nó không phải yếu đâu anh em ạ. CPU i7-13650HX không hề yếu và vẫn cho tốc độ render rất ấn tượng. Tuy nhiên thì hệ thống có vẻ như là phần nào đó thời điểm hiện tại chưa thực sự tối ưu cho cái combo này để có thể kết hợp một cách nhuần nhuyễn nhất, để cho chúng ta một cái điện năng tiêu thụ nó được ổn định nhất. Hiện tại nó vẫn chưa có một cái sự ổn định nhất định, đúng không anh em? Tiếp theo thì anh em hãy cùng mình qua tới tựa game CSGO Marketing anh em nhé. Với cái tựa game này thì mình đang để full ở tất cả mức setting cao nhất. Chúng ta sẽ có mức FPS đạt vào lên tới là hơn 300 FPS. Ấn tượng đúng không anh em? RTX 4050 không hề yếu nha. Và điện năng tiêu thụ của 4050 sẽ chỉ ở mức là 70W điện mà thôi. Nhiệt độ thì mát mẻ hơn, vào khoảng độ 63 độ C, rất ổn đúng không nào? Và chúng ta sẽ có cái mức RAM tiêu thụ của máy sẽ chỉ là 8,5GB. Trong khi đó thì nhiệt độ của CPU chỉ là 77 độ C, ăn vào là 45W điện. Đó. Bắn quá dễ. Chúng ta sẽ mình có thể vừa đọc thông số trên màn hình mà vừa bắn được cho anh em luôn. Rất pro đúng không nào? Anh em nào muốn solo với mình. Với cái FPS trong giao tranh thì sẽ hơi có hiện tượng drop nhẹ vào khoảng độ 250, nhưng mà vẫn rất là ổn, vẫn rất là mượt. Để chúng ta có thể GoPro luôn trên chiếc máy này.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng qua tới tựa game PUBG ở mức Ultra Setting anh em nhé. Với cái đồ họa của Setting Ultra ấy thì phải nói thật là nó quá đẹp, nó quá xuất sắc luôn. Và với FPS sẽ đạt trong ta vào khoảng độ 160-170 FPS ở những cái điều kiện môi trường bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta đi vào trong rừng, trong nhà thì nó sẽ đẩy chúng ta FPS cao hơn. Đó, lên khoảng độ 190-200 FPS bình thường, Ultra Setting. Nếu chúng ta muốn FPS nó cao hơn, lên khoảng độ 300 đi, thì hoàn toàn là có thể giảm cái setting game xuống ở mức 2 thôi, cho chúng ta FPS ấn tượng hơn rất là nhiều. Và cái điểm quan trọng ở đây thì chính là điện năng tiêu thụ của GPU chỉ ăn vào là 90W điện và nhiệt độ sẽ rất là ổn định trong mức khoảng 70-71 độ C mà thôi. Rất mát mẻ và quạt cực kỳ êm luôn, không hề nghe thấy một chút tiếng quạt nào cả. Nó êm du anh em ạ. Máy thì 16GB RAM DDR5 rồi, dual channel rồi. Chúng ta đang chơi tựa game này ở mức là 10.8GB anh em nhé. Và vẫn còn dư khá nhiều để chúng ta có thể làm thêm nhiều thứ khác nữa trên game máy này. Và chơi thì rất là mượt. Wow. Mình cực kỳ thích cái đồ họa Ultra Setting của PUBG. Nó làm sáng và tươi cũng như là rất là đẹp. Và chào mừng em đã đến với Cyberpunk 2077 ở mức setting Ultra. Đây, Ultra Setting. Đó, chúng ta thấy chưa? Không thèm bật DLSS. Để nguyên bản như vậy để đồ họa cho nó sắc nét, nó không bị scale quá. Với RTX 40 series thì chúng ta sẽ có DLSS 3.0 đúng không nào? Thì nó sẽ giúp cho hình ảnh mặc dù là nó không bị scale nhiều nhưng mà vẫn cho chúng ta FPS nó rất là tối ưu. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn để nguyên bản để xem là FPS nó sẽ cho chúng ta trong khoảng bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta thấy là nó ổn định trong ngưỡng khoảng 48 cho tới 50 FPS anh em nhé. Nhiệt độ của GPU thì chỉ dao động trong khoảng 65-66 độ C mà thôi, CPU thì cao hơn xíu, ăn vào 47W và giữ ở mức là 73-77 độ C anh em ạ. Và GPU thì ăn vào là sắp chỉ 90W điện. Thì với cái FPS như thế này, nó sẽ không phải là quá mượt, nhưng mà nó là quá đẹp và xuất sắc cho cái tựa game này. Mọi chi tiết nó làm sắc gai và rất là rõ ràng luôn, mà vẫn cho chúng ta cái FPS nó đỉnh như thế. Hình ảnh, màu sắc hay là đồ họa thì siêu đẹp luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển một chút. Rất đẹp anh em ạ. Wow. Nhiệt độ thì siêu mát, quạt thì siêu êm. Đấy là cái đỉnh, đỉnh của ROG mang lại cho ta những cái điều đó anh em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thử bật DLSS lên xem là cái đồ họa nó có khác biệt nhiều hay không, cũng như là FPS có cải thiện trong ta nhiều hay không. Mình sẽ chuyển sang Auto. Hơi có một chút gọi là như kiểu nó làm mịn da hơn anh em, và nó không được sắc gai như là trước đó nữa. Da rẻ các thứ trông lên nó sẽ hơi mịn hơn một chút. Đó. Gì đây? Cùng theo dõi. Đó, nó sẽ hơi mịn hơn một chút nhưng mà đồ họa nó vẫn sẽ rất là sắc và đẹp anh em nhá. Đúng là sức mạnh của DLSS 3.0 cực kỳ đỉnh đúng không anh em? Thì với cái FPS nó sẽ cải thiện hơn trong ta rất là nhiều. Nó đẩy lên tới là 110-120 FPS. Dã man đúng không nào? Và đồ họa nó vẫn rất đẹp. Thế tội gì không bật nhỉ? Chúng ta nên bật DLSS lên để chơi anh em ạ. Và để auto là được. Nó vẫn sẽ tối ưu trong ta về cái chất lượng hiển thị anh em nhá. Quá đẹp và xuất sắc luôn. Và chúng ta vừa đi qua cái phần test hiệu năng của chiếc laptop này, có thể theo dõi xong thì em đã nắm được hết những ý đồ của mình rồi. Tức là với cái chiếc laptop này thì hãng cũng đã hướng rõ ràng cụ thể là một con CPU hiệu năng cao, mang lại hiệu năng đa nhân, nó thậm chí là mạnh hơn cả i9 13900H như thế. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái khả năng xử lý với các tác vụ đồ họa nó sẽ rất là ổn. Đúng là anh em, kể cả chúng ta sử dụng con CPU này để render, làm các tác vụ liên quan đồ họa nó rất là ngon anh em nhá. Hiệu năng mạnh mẽ là như thế, nhưng mà chỉ trong tầm giá 42 triệu đồng thì sẽ dễ dàng tiếp cận tới nhiều đối tượng sử dụng hơn, chứ không phải là cứ phải bỏ ra khoảng độ 60-70 triệu đồng mới có thể tiếp cận được tới những dòng CPU dòng HX. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ không cần phải như thế, chúng ta có một mức giá nó mềm hơn khá là nhiều dành cho anh em, những người xử lý các tác vụ đồ họa chuyên nghiệp. Ok, đó là với một số cái đánh giá tổng quan của mình. Còn về cái phần nhiệt độ thì mặc dù là đã được trang bị tận 3 quạt tản nhiệt, nhưng mà với hệ thống của
Asus, có vẻ như là họ cũng chưa tối ưu cho lắm về hệ thống này để mang lại một cái trải nghiệm sử dụng làm việc được trơn tru nhất có thể. Điển hình như là khi mà mình chạy những bài test Manticore trên Cyber R23, chúng ta có thể thấy rằng là cái suốt cả một cái quãng thời gian đầu thì gần như là quạt tản nhiệt và không hề hoạt động, mặc dù là nhiệt độ lúc này đã khá là cao, lên khoảng 90, hơn 90 độ C, dẫn tới cái hiện tượng throttling ngay sau đó. Cho nên là có phần nào đó hệ thống tản nhiệt cũng như là CPU và mọi thứ nhiệt độ nó chưa làm việc một cách nhuần nhuyễn với nhau, đúng không anh em? Thì hy vọng là sau thời gian tới sẽ có một chút sự cập nhật và cải tiến ở trên phiên bản này để tối ưu hơn cho chúng ta về cái nhiệt độ của máy cũng như là mang lại một cái hiệu suất nó là tối ưu nhất. Nói chung là mình rất ấn tượng với sức mạnh của con i7-1360HX này. Còn với 4050 Max Power thì nó đã mang lại cho mình một sức mạnh là quá đủ để có thể trải nghiệm với tựa game, đồ họa đẹp và mượt mà nhất. Cộng với đó nữa là DLSS 3 nữa, cho nên là nó cho mình một cái khả năng rất là tối ưu. Ngay ở khi mình chơi những tựa game đồ họa nặng như của Cyberpunk 2077, mình để mức setting Ultra và mình có bật DLSS lên thì nó không có quá nhiều sự khác biệt so với cả việc mình không bật DLSS. Hình ảnh vẫn rất là sắc nét, vẫn rất là đẹp, và hơn nữa là FPS đẩy lên chúng ta rất là cao, anh em nhá. Ok, vậy thì còn anh em cảm nhận thế nào về mẫu máy này, combo cấu hình này? Những người anh em nào mà đang có nhu cầu lựa chọn máy để làm đồ họa trong tầm giá này nên cân nhắc phiên bản Trix G16 2023. Và đường link sản phẩm này thì mình đã để bên dưới phần mô tả video rồi, chúng ta quan tâm thôi để click vào đó và tham khảo chi tiết nhất về thông số cũng như là mức giá tại điểm xem video. Và đừng quên nhấn lại một chút cho Laptop Group một like và một sub cũng như nhấn một nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.